Xin kính chào quý vị, chào các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự 11 giờ trưa nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Sau đây mời quý vị và các bạn theo dõi thông tin về siêu bão gần Biển Đông, siêu bão Mangkhut. Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, vào hồi 7 giờ ngày 15 tháng 9, vị trí tâm siêu bão ở vào khoảng 18 độ Vĩ Bắc, 120,6 độ Kinh Đông trên khu vực Tây Bắc đảo Luzon. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm siêu bão mạnh cấp 16, 185 km/h, giật trên cấp 17, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, 4. Dự báo trong 24 giờ tới, siêu bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25 km và trong sáng nay, bão sẽ đi vào vùng biển Đông Bắc Biển Đông. Đến 7 giờ ngày 16 tháng 9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,3 độ Vĩ Bắc, 115,2 độ Kinh Đông, cách bán đảo Lôi Châu Trung Quốc khoảng 530 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14, 150 đến 165 km/h, giật cấp 17, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3. Do ảnh hưởng của bão, ở Bắc Biển Đông, bao gồm cả vùng biển phía Bắc quần đảo Hoàng Sa, có mưa bão, gió mạnh dần lên cấp 11-12, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 14-15, giật trên cấp 17, biển động dữ dội. Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới, phía Bắc vĩ tuyến 15 độ Vĩ Bắc, phía Đông kinh tuyến 112 độ Kinh Đông. Từ chiều ngày 16 tháng 9, ở vùng biển Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa bão, gió mạnh dần lên cấp 7, cấp 9, đến đêm tăng lên cấp 10-11, giật cấp 13, sóng biển cao từ 6 đến 7 mét, biển động dữ dội. Từ ngày 17 đến ngày 19 tháng 9, hoàn lưu bão gây mưa rất to cho Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ từ 200 đến 300 mm. Vùng núi phía Bắc có nơi trên 300 mm. Khu vực Tây Bắc Bộ và Thanh Hóa từ 100 đến 200 mm. Thông tin từ Ủy ban Nhân dân huyện Hậu Lộc cho biết đến 8 giờ sáng ngày hôm nay, vẫn còn 3 tàu cá của huyện Hậu Lộc với 24 thuyền viên đang hoạt động trên biển, chưa liên lạc được. Đó là tàu vỏ thép 67 mang số hiệu TH93869TS của ông Nguyễn Văn Dự, tàu TH93688TS của ông Nguyễn Văn Quang và tàu TH93738TS của ông Phạm Văn Sơn. Chính quyền địa phương và gia đình của các chủ tàu cho biết, ngày 10 tháng 9, các tàu đã liên lạc về gia đình và thông tin đang di chuyển tránh bão ở các tỉnh phía Nam. Hiện huyện Hậu Lộc đang khẩn trương phối hợp với lực lượng biên phòng các tỉnh, lực lượng hải quân và cảnh sát biển xác định vị trí của ba tàu này để hướng dẫn đưa vào nơi tránh trú an toàn. Chiều ngày hôm qua, đến trực tiếp kiểm tra cùng sạt trượt tại vai phải hố sói đập tràn của nhà máy thủy điện Trung Sơn và đập chính nhà máy thủy điện Trung Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Anh Tuấn khẳng định hiện tại đập chính nhà máy thủy điện Trung Sơn vẫn đảm bảo an toàn. Theo báo cáo của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thủy điện Trung Sơn, vết sạt trượt là lớp đá phong hóa, chân vết sạt là đá gốc, cứng chắc ở cao độ 95m, trong khi nền đập nằm trong nền đá gốc ở cao độ 75-79m. Khoảng cách từ vết sạt đến vị trí đập khoảng 100m. Sau khi xảy ra sạt trượt, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thủy điện Trung Sơn đã thường xuyên quan trắc chuyển vị, ứng suất của công trình. Kết quả cho thấy các số liệu quan trắc vẫn bình thường và nằm trong giới hạn cho phép. Đặc biệt, lượng nước thấm qua đập bê tông là rất nhỏ. Nếu mà có xảy ra bão sắp tới, xảy ra với cái lũ lớn như đợt vừa rồi hoặc lớn hơn thì đập của thủy điện Trung Sơn vẫn an toàn. Vì đập thủy điện Trung Sơn của chúng tôi thiết kế với cái tần suất lũ với cái lũ thiết kế là 13.000 m³/giây và lũ kiểm tra cho phép là được 23.000 m³/giây. Mà hiện nay là cái lũ lớn nhất về với đập thủy điện Trung Sơn mới là 5.000 m³/giây, cho nên là đập cũng báo cáo với chị là kể cả lũ sắp tới mà cao hơn cái lũ cái đợt từ 28 đến 31 tháng 8 thì đập của thủy điện Trung Sơn vẫn đảm bảo an toàn. Để vết sạt không phát triển thêm và đảm bảo giao thông vai phải đập, hiện tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thủy điện Trung Sơn đang bổ sung neo gia cố phạm vi từ vết sạt đến chân đập, đào giảm tải 190.000 mét khối phần mái trên cao. Về lâu dài, công ty sẽ khảo sát 1,5 km để đưa ra giải pháp xử lý phù hợp cho toàn bộ khu vực hạ lưu vai phải, hạ lưu vai trái để đảm bảo an toàn vận hành. Sau khi kiểm tra thực tế và nghe công ty báo cáo, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Anh Tuấn đã ghi nhận cố gắng của công ty trong việc phối hợp với các cơ quan để điều tiết dòng chảy, có vai trò cắt lũ và hạn chế thiệt hại cho khu vực hạ du. Thủy điện Trung Sơn trong giai đoạn vừa qua là đã phục vụ rất tốt trong việc cắt lũ. Từ ngày 28 đến ngày 31 tháng 8 năm 2018, mưa trên mừng lát là rất là lớn, lũ sông Mã về thủy điện Trung Sơn là có những giai đoạn khoảng 8 tiếng đồng hồ
tần suất lưu lượng là khoảng gần 5.000 mét khối giây. Tuy nhiên thì thủy điện Trung Sơn lúc đó đã cắt lỗ chỉ xả là có 3.200 mét khối giây, nghĩa là vùng hạ du của sông Mã là đã giảm thiểu được rất nhiều. Tuy nhiên thì cái đợt mưa lũ vừa rồi cũng ảnh hưởng đến cái bờ sói, cái vai phải của cái hố sói thủy điện Trung Sơn. Cái qua quan sát bằng mắt thường thì chúng tôi thấy rằng là cái vai phải đây là không ảnh hưởng đến cái đập thủy điện Trung Sơn. Mặc dù điểm sạt lở không ảnh hưởng đến thiết kế chịu lực của đập, song Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Anh Tuấn đề nghị công ty phải sớm hoàn thành việc khắc phục để không gây hoang mang trong nhân dân và ứng phó với đợt mưa bão tới, đồng thời phối hợp với các đơn vị chức năng đánh giá mức độ an toàn của toàn bộ công trình để có công bố chính thức. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Công Thương phối hợp với Công ty Thủy điện Trung Sơn để nhà máy hoạt động đảm bảo an toàn đập và đảm bảo môi trường cho nhân dân trong khu vực. Đề nghị công ty xây dựng hệ thống thông tin để các cơ quan chức năng của tỉnh kiểm soát được hoạt động của nhà máy trong mọi tình huống. Về những thiệt hại đường giao thông khu vực nhà máy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Anh Tuấn đề nghị công ty nhanh chóng hoàn thành việc xây dựng và sửa chữa những điểm sạt lở, hư hỏng nghiêm trọng, đảm bảo giao thông qua lại bình thường trên tuyến. Trong đợt mưa lũ vừa qua, trạm y tế xã Thanh Xuân, huyện Quan Hóa bị ngập nước và hư hại hoàn toàn. Do nước lũ lên quá nhanh, tất cả các trang thiết bị phục vụ khám chữa bệnh, thuốc men, hồ sơ, tài liệu chuyên môn của trạm y tế xã Thanh Xuân đều bị ngập trong nước lũ và bị hư hại hoàn toàn. Trạm y tế là mất hết toàn bộ tài sản của trạm, trong đó gồm có y dụng cụ, các hệ thống máy móc, máy siêu âm, máy tính, các nồi hấp, sấy và một số giấy tờ, đa số là giấy tờ của trạm lưu giữ, hồ sơ lưu trữ của lâu nay là cũng mất hoàn toàn. Ngay sau lũ, ngành y tế đã chỉ đạo trạm y tế xã Thanh Xuân mượn tạm nhà dân để hoạt động, đồng thời điều chuyển cho trạm một số trang thiết bị y tế cơ bản từ các đơn vị khác để đảm bảo công tác khám chữa bệnh và tiêm chủng cho nhân dân trên địa bàn. Tính chung trên địa bàn toàn tỉnh có 11 trạm y tế bị thiệt hại do đợt lũ lụt vừa qua. Đến nay, ngành y tế và các địa phương mới khôi phục được 9 trạm, còn 2 trạm y tế vẫn chưa thể trở lại hoạt động bình thường. Chiều qua, Hội đồng Nhân dân huyện Như Xuân đã tổ chức kỳ họp thứ 7 để bầu bổ sung chức danh Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện. Tại kỳ họp, Hội đồng Nhân dân huyện đã thông qua các tờ trình miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Như Xuân và chức danh đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện khóa 20, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với đồng chí Lê Sĩ Nghiêm do luân chuyển công tác, đồng thời giới thiệu nhân sự bầu bổ sung chức danh Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Như Xuân. Ông Nguyễn Bá Hùng, Phó Bí thư huyện ủy Như Xuân được bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Như Xuân và đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện khóa 20, nhiệm kỳ 2016-2021 với 100% số phiếu. Thưa quý vị và các bạn, tại xã Xuân Lâm, huyện Tĩnh Gia, nhiều hộ dân đã ngang nhiên đổ đất đá lấn công trình đê hữu sông Bạng. Điều đáng nói là thay vì phải có những biện pháp quyết liệt để ngăn chặn, thì cán bộ chính quyền địa phương lại bao biện cho tình trạng lấn chiếm. Đoạn kè dài của tuyến đê hữu sông Bạng, đoạn ngay cầu Đào Dừa thuộc xã Xuân Lâm, huyện Tĩnh Gia, đã gần như biến mất do người dân đổ đất đá để lấy mặt bằng làm nơi để xe hay kê bàn ăn cho các hàng quán. Khi được hỏi, một người dân cho biết. Cháu làm quán thì cháu cũng có nói với gia đình là ví dụ là cho cháu làm đây để cho xe đậu. Người dân thản nhiên coi mái đê như đất của nhà mình và tự cho mình quyền đồng ý cho người khác đổ đất đá lấn chiếm mái đê. Từ điều này có thể hiểu được vì sao tình trạng lấn chiếm mái đê tại thôn 3 xã Xuân Lâm lại diễn ra rầm rộ và công khai như thời gian vừa qua. Làm việc với nhóm phóng viên thời sự, ông Phạm Đức Bình, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Xuân Lâm cho biết, khi phát hiện các hộ lấn chiếm, xã đã xuống nhắc nhở, lập biên bản vi phạm và ra quyết định xử phạt. Tuy nhiên, thay vì yêu cầu các hộ chấm dứt việc vi phạm, trả lại hiện trạng cho mái đê, thì xã Xuân Lâm lại có quyết định trái pháp luật. Và đây là lý do được ông Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Xuân Lâm nêu ra. Về phía Ủy ban Nhân dân cũng đã báo cáo với lại bố trực, báo cáo với lãnh đạo xã thì cái này thì cũng đang còn tạm thời để như thế, và nếu trường hợp mà có ý kiến chỉ đạo của trên hoặc là có chương trình mở rộng hoặc có cái dự án gì đi qua thì căn cứ cam kết của các hộ để rồi xã yêu cầu các hộ tháo dỡ.
Không chỉ các hộ lấn chiếm mái đê hữu sông Yên, xã Xuân Lâm còn để xảy ra tình trạng người dân đào ao nuôi trồng thủy sản ngay trong lòng sông. Để phục vụ cho việc nuôi trồng thủy sản, người dân đắp lên một con đường mà chắc chắn nó sẽ cản trở dòng chảy khi có lũ về. Bên cạnh đó, tại địa phương này, một số hộ vẫn được cấp đất trái thẩm quyền và đã xây dựng nhà ngay trong hành lang an toàn đê điều. Cách đây không lâu, Đài Phát thanh Truyền hình Thanh Hóa đã phản ánh tình trạng người dân ngang nhiên lấn chiếm lòng cảng cá Lạch Bàng tại xã Hải Bình. Điều này cho thấy, tại huyện Tĩnh Gia, việc lấn chiếm hành lang an toàn đê điều và công trình công cộng đang diễn ra khá phổ biến và trong một thời gian dài. Điều đáng nói là chính quyền địa phương đã buông lỏng quản lý, thậm chí là dung túng cho việc lấn chiếm của người dân và không thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về giải tỏa lấn chiếm hành lang an toàn công trình đê điều. Sau 2 năm thực hiện chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2016-2020, toàn tỉnh đã giảm được hơn 47.000 hộ nghèo, tỷ lệ hộ nghèo giảm 5,08%, đạt trên 50% kế hoạch của cả giai đoạn 2016-2020. Thực hiện chính sách giảm nghèo của Trung ương, của tỉnh và huyện Quan Sơn, xã Tam Lư đã tập trung hỗ trợ người dân khai thác tốt các tiềm năng lợi thế sẵn có để phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập. Xã đã hướng dẫn các hộ phục tráng và phát triển rừng luồng, vầu, mở rộng chăn nuôi theo hướng hàng hóa, xây dựng mô hình sản xuất rau sạch, thu hút một số doanh nghiệp đầu tư sản xuất và chế biến lâm sản trên địa bàn. Nhờ vậy, tỷ lệ hộ nghèo của xã Tam Lư đã giảm từ 48% năm 2015 xuống còn 15,3% năm 2017. Trong 2 năm qua, thì xã Tam Lư chúng tôi được đầu tư cái chương trình 135, chương trình 3, 30A, chương trình nông thôn mới. Đến hiện tại bây giờ, chúng tôi cơ bản các cái cơ sở hạ tầng, điện, đường, trường, trạm. Ngoài cái sự quan tâm của cấp trên thì cái nội lực của xã là trực tiếp chỉ đạo bà con dân là nhất là nhân rộng các cái mô hình phát triển kinh tế. Còn tại huyện Như Xuân, việc thực hiện mục tiêu giảm nghèo được gắn với chương trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và các mô hình phát triển sản xuất phù hợp với điều kiện của từng địa phương. Huyện đã ban hành chương trình hành động nhằm tập trung chỉ đạo chuyển đổi diện tích mía sắn kém hiệu quả sang các loại cây trồng khác có giá trị kinh tế cao hơn, đẩy mạnh tích tụ ruộng đất gắn với đưa cơ giới vào sản xuất nông nghiệp, hỗ trợ người dân xây dựng mối liên kết và tổ chức sản xuất theo chuỗi giá trị. Kinh tế phát triển, tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh. Đến tháng 3 năm 2018, huyện Như Xuân đã ra khỏi danh sách các huyện nghèo thuộc chương trình 30A. Xác định cái nhiệm vụ giảm nghèo là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của phát triển kinh tế xã hội, là trách nhiệm của cấp ủy chính quyền, của cả hệ thống chính trị, coi trọng công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức và thống nhất trong tổ chức thực hiện, tổ chức triển khai kịp thời có hiệu quả các chính sách hỗ trợ của nhà nước trong phát triển sản xuất và tập trung vào xây dựng các cái mô hình phát triển kinh tế phù hợp với trình độ của nhân dân nói chung và của hộ nghèo nói riêng. Theo số liệu của Sở Lao động Thương binh và Xã hội, trong 2 năm qua, toàn tỉnh đã có hơn 54,4 nghìn lượt hộ nghèo được hưởng các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, xây dựng được 115 mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất và 22 mô hình giảm nghèo do cấp xã làm chủ đầu tư, giải quyết việc làm mới cho hơn 156.000 lao động. Bên cạnh đó, các chính sách đầu tư cơ sở tầng thiết yếu ở vùng đặc biệt khó khăn cũng đã phát huy tác dụng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, đẩy nhanh tốc độ giảm nghèo trên địa bàn. Điều đáng mừng là nhiều địa phương đã có cách làm sáng tạo, hiệu quả để giảm nghèo. Nhận thức, quyết tâm và ý chí vươn lên của người nghèo đã có những chuyển biến tích cực. Chúng tôi cho rằng là cấp ủy chính quyền từ huyện đến xã phải tập trung rà soát lại các cái mục tiêu, chỉ tiêu mà mình đã thực hiện trong thời gian vừa qua. Xác định rõ cái nguyên nhân mà mình chưa đạt được kế hoạch. Đồng thời phải xây dựng kế hoạch giảm nghèo cụ thể đến từng hộ, từng thôn bản. Và tôi cho rằng là để giảm nghèo bền vững thì bản thân người nghèo phải tự vươn lên để thoát nghèo. Chính quyền cấp huyện, cấp xã và các tổ chức đoàn thể có trách nhiệm hỗ trợ về mặt kiến thức, về mặt kinh nghiệm, rồi các cái điều kiện cần thiết để người nghèo vươn lên thoát nghèo. Mặc dù đã đạt được những kết quả tích cực, nhưng để hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ của chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2016-2020, phấn đấu đến hết năm 2020 có 50% số huyện thoát nghèo, 20 đến 30% xã nghèo thoát khỏi tình trạng đặc biệt khó khăn.
các cấp, các ngành và người dân cần phải tiếp tục nỗ lực nhiều hơn nữa. Đặc biệt, từng địa phương phải có được cách làm phù hợp với điều kiện thực tế, đồng thời phải sử dụng có hiệu quả các chính sách và nguồn lực đầu tư. Thực hiện chương trình Trung tâm về Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật Đô thị, mở rộng không gian thành phố, trong những năm gần đây, thành phố Thanh Hóa đã đẩy mạnh phát triển các khu đô thị mới hiện đại với hạ tầng đồng bộ, đáp ứng nhu cầu nhà ở và nâng cao điều kiện sinh hoạt cho người dân. Khu đô thị Đông Vệ 5 thuộc địa bàn phường Đông Vệ được quy hoạch gồm các khu nhà ở liên kế, nhà chia lô, chung cư cao tầng, các công trình hạ tầng xã hội thiết yếu như trường học, chợ, siêu thị, trung tâm dịch vụ thương mại. Các tuyến đường tại đây được thiết kế theo quy chuẩn, không gian cảnh quan đô thị được xây dựng với nhiều cây xanh. Người dân sinh sống ở đây khá hài lòng với diện mạo và tiện nghi của khu đô thị. Cái cơ sở hạ tầng, lòng đường, lề đường và vỉa hè thì trong phố tương đối đồng bộ và khang trang. Công tác vệ sinh môi trường thì hiện nay là thực hiện tương đối tốt. Đặc biệt là công tác an ninh thì ngày càng tốt hơn. Các ví dụ thương mại thì có siêu thị, rồi các spa người ta vẫn mở ở trên tầng ấy, vẫn có để phục vụ cho các tòa nhà đấy. Và các gym thì có các tòa nhà, gym và aerobic, rồi những cái vấn đề về sức khỏe con người. Thành phố Thanh Hóa đã được xác định là một trong 12 đô thị trung tâm vùng của cả nước. Cùng với việc điều chỉnh mở rộng không gian đô thị, tăng quy mô dân số để đạt tiêu chuẩn đô thị loại 1, thành phố Thanh Hóa tập trung nâng cao chất lượng đô thị bằng nhiều giải pháp, trong đó có việc quy hoạch và đầu tư xây dựng các khu đô thị mới theo hướng đồng bộ, hiện đại. Đến nay, toàn bộ 24 quy hoạch phân khu của thành phố đã được phê duyệt với tổng diện tích gần 16.700 ha, tạo cơ sở pháp lý để tăng cường quản lý, đồng thời thu hút các nguồn lực đầu tư phát triển hạ tầng đô thị. Thì các nhà đầu tư hiện nay cũng có một cái thay đổi về cái hình thức đầu tư, tập trung đầu tư nhanh và nó có cái quy lát hơn. Nên là các cái dự án đã được đầu tư trước đây thì cũng đã có thu hút được nhân dân chuyển đến đầu tư xây dựng. Nên là bộ mặt Đông Hải trong những năm 2017-2018 thì đã có cái sự thay đổi trong cái cục diện của phát triển về đô thị. Trong giai đoạn 2016-2020, thành phố Thanh Hóa sẽ ưu tiên đầu tư 9 dự án xây dựng phát triển khu đô thị mới với tổng diện tích là 3.365 ha đất quy hoạch và 900.000 m2 sàn chung cư cao tầng, tổng mức đầu tư hơn 58.000 tỷ đồng. Cùng với đó, nguồn vốn chủ yếu là của các doanh nghiệp và người dân. Cùng với đó, thành phố sẽ triển khai các giải pháp tăng cường công tác quản lý quy hoạch và đầu tư xây dựng, hướng tới mục tiêu trở thành đô thị văn minh hiện đại đáp ứng yêu cầu phát triển của thành phố và của tỉnh. Hiện nay, các cấp các ngành trong tỉnh đã và đang đẩy mạnh các chương trình hỗ trợ pháp lý, giúp doanh nghiệp nâng cao kiến thức pháp luật và phòng ngừa rủi ro pháp lý trong kinh doanh. Chính sách pháp luật thuế là một trong những vướng mắc nhiều nhất của doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp mới thành lập. Nắm bắt được điều này, 100% các chi cục thuế trên địa bàn tỉnh đều thành lập tổ tư vấn hỗ trợ chính sách thuế cho doanh nghiệp. Ngoài ra, từ đầu năm đến nay, ngành thuế đã phối hợp với các đơn vị tổ chức tập huấn chính sách thuế cho hơn 5.000 lượt người, cấp phát 150.000 ấn phẩm hướng dẫn chính sách thuế cho người dân, doanh nghiệp, tư vấn hỗ trợ trực tiếp tại cơ quan thuế cho gần 1.200 lượt người nộp thuế. Trên trang thông tin điện tử của ngành thuế Thanh Hóa đã cập nhật đầy đủ các cái văn bản quy phạm pháp luật để người dân và doanh nghiệp có thể dễ dàng tra cứu các cái nội dung chính sách thuế mới để cái công tác tuyên truyền, tư vấn hỗ trợ pháp luật đạt hiệu quả tốt hơn thì Cục Thuế đẩy mạnh công tác hỗ trợ doanh nghiệp trong việc khai thuế, nộp thuế điện tử, hoàn thuế điện tử, triển khai cho doanh nghiệp thực hiện hóa đơn điện tử và sử dụng dịch vụ thuế điện tử. Hiện nay, nhiều mô hình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp cũng ra đời, tạo điều kiện giúp doanh nghiệp tiếp cận sử dụng các dịch vụ pháp lý trong sản xuất kinh doanh. Tại Hiệp hội Doanh nghiệp Thanh Hóa, mô hình Trung tâm Tư vấn hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đi vào hoạt động từ cuối năm 2017 đã góp phần tư vấn hỗ trợ nhiều vướng mắc pháp lý, chủ yếu trong lĩnh vực đất đai, đầu tư cho doanh nghiệp. Doanh nghiệp của chúng tôi mới được thành lập từ tháng 11 năm 2017 và cho đến thời điểm này thì chúng tôi cũng đã được Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh giúp đỡ trong cái giải quyết cấp cái quyền sử dụng đất cho doanh nghiệp, rồi trợ giúp cho chúng tôi là những cái quy định về thực hiện cái thuế của doanh nghiệp cho nó đảm bảo.
đúng với quy định của pháp luật. Khi mà doanh nghiệp tìm đến thì những cái tư vấn pháp lý của chúng tôi là hoàn toàn miễn phí, và đặc biệt trong thời gian tới thì chúng tôi sẽ tích cực đẩy mạnh để tuyên truyền để các doanh nghiệp trên địa bàn toàn tỉnh biết về trung tâm để từ đó thì sẽ hỗ trợ được doanh nghiệp được nhiều hơn. Theo số liệu thống kê của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tại Việt Nam hiện có khoảng 40% doanh nghiệp sử dụng các dịch vụ hỗ trợ pháp lý. Phần lớn các doanh nghiệp được hỗ trợ pháp lý đều hoạt động kinh doanh có hiệu quả. Tuy nhiên, các doanh nghiệp cũng cần chủ động cập nhật, nâng cao kiến thức pháp luật, thông tin về chính sách, quy định của nhà nước, chứ không chỉ trông chờ vào các chương trình dịch vụ hỗ trợ pháp lý miễn phí của nhà nước và các hiệp hội. Thưa quý vị và các bạn, trong dịp Tết Trung Thu, ngoài đồ chơi truyền thống cho các em nhỏ, đồ chơi bạo lực đang là vấn đề đáng quan tâm. Mặc dù các cơ quan chức năng trong thời gian vừa qua đã bắt giữ nhiều vụ buôn bán đồ chơi bạo lực, thế nhưng trên thực tế, loại đồ chơi này vẫn được bày bán tràn lan trên thị trường. Ngày 10 tháng 9 vừa qua, lực lượng cảnh sát giao thông tuyến quốc lộ 1A, phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đã phát hiện và bắt giữ xe ô tô tải đang vận chuyển rất nhiều đồ chơi bạo lực cho trẻ em như súng nhựa, dao, kiếm bằng nhựa. Lái xe khai nhận toàn bộ số đồ chơi này được vận chuyển để tiêu thụ trong dịp Tết Trung Thu. Trong dịp này, lực lượng quản lý thị trường đã phát hiện và thu giữ nhiều đồ chơi bạo lực trẻ em được vận chuyển và bán trên thị trường. Thưa quý vị các bạn, dạo quanh một số cửa hàng bán đồ chơi thì có thể thấy những món đồ chơi như thế này đang rất được nhiều phụ huynh mua cho con em. Và phần lớn những người này họ mua theo sở thích của con em mình mà không nghĩ rằng những thứ đồ chơi như thế này đang ảnh hưởng nhiều đến việc phát triển nhân cách cũng như tính cách của trẻ sau này. Đã có rất nhiều cảnh báo về tác hại của đồ chơi bạo lực đối với trẻ nhỏ, cả về tính sát thương hay ảnh hưởng đến tâm lý, khiến đứa trẻ có khuynh hướng bạo lực trong tính cách. Thế nhưng, bỏ qua nhiều khuyến cáo, nhiều phụ huynh vẫn mua hay thậm chí còn tự tay chọn cho con trẻ những món đồ chơi bạo lực. Cái đồ chơi bạo lực nó không chỉ là làm cho đứa trẻ nó có cái cộng hưởng về cái tâm lý là kích thích bạo lực, mà nó cũng là cái nguyên nhân gây ra những cái vụ bạo lực trên thực tế. Pháp luật cấm tang trữ, vận chuyển và mua bán loại đồ chơi bạo lực để bảo vệ trẻ em trước những tác hại khôn lường. Thế nhưng thực tế, loại đồ chơi này vẫn được lưu thông trên thị trường. Vấn đề đặt ra là, cùng với sự vào cuộc của các cơ quan chức năng, các bậc phụ huynh cần phải nói không với đồ chơi bạo lực. Thưa quý vị và các bạn, cứ mỗi dịp thu về, nhiều người dân lại tìm đến rừng ổi trên núi Đọ, xã Thiệu Khánh, thành phố Thanh Hóa để tận hưởng bầu không khí trong lành, hương thơm và vị ngọt lành của những trái ổi chín, ngắm khung cảnh núi rừng nên thơ. Không ai biết rừng ổi núi Đọ có từ bao giờ, chỉ biết rằng mỗi một gốc ổi nơi đây đều gắn bó với nhiều thế hệ người dân xã Thiệu Khánh. Rừng ổi hoàn toàn mọc tự nhiên, không có bàn tay chăm sóc của con người, nhưng quanh năm luôn tươi tốt. Lớn rồi đi làm thì ăn xa, nhiều khi trở về thì thấy cứ mỗi mùa như thế này thì thấy cũng thấy cây cối nó mọc ổi rất mọc lên nhiều, thì cũng tạo thành một cái cảnh quan môi trường để cho cũng giống như thế là mỗi năm thì lại người đến hai ổi hoặc là cũng như là một cái điểm về nguồn. Thời điểm đẹp nhất để đến khám phá rừng ổi là vào cuối tháng 8, đầu tháng 9, khi những quả ổi chiếu cảnh bắt đầu chín rộ, tỏa hương thơm ngát. Đặc biệt là vào buổi chiều, khi những tia nắng hoàng hôn buông xuống, hương thơm của ổi chín lan tỏa trong không gian, khiến cho mỗi người khi đặt chân đến đây đều có cảm giác thư thái, yên bình. Nếu cái khu vực núi Đọ nói chung và vườn ổi núi Đọ nói riêng, nếu được phát triển đầu tư cái du lịch lịch sử kết hợp với sinh thái, thì đó là một điều tuyệt vời cho xã Thiệu Khánh nói chung và cái làng Đọ nói riêng. Núi Đọ vốn là một di chỉ khảo cổ nổi tiếng, nơi phát hiện nhiều dấu tích về sự xuất hiện của loài người trong thời kỳ đồ đá cũ. Rừng ổi cổ thụ đã điểm tô cho địa danh lịch sử này thêm những nét hấp dẫn nên thơ. Nếu biết khai thác phát huy hiệu quả, đây sẽ là một tài nguyên du lịch nhiều triển vọng, góp phần tạo thêm việc làm, tăng thu nhập cho người dân địa phương. Hôm qua tại nhà hát Lam Sơn, Hội người cao tuổi thành phố Thanh Hóa đã tổ chức chung kết hội thi các câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau lần thứ nhất năm 2018. Sau cuộc thi cụm, ban tổ chức đã chọn ra 11 trong số 50 câu lạc bộ của các xã phường vào vòng thi chung kết. Trong hội thi chung kết, các đội sẽ trải qua 3 phần thi: chào hỏi, hùng biện và năng khiếu.
nhiều đơn vị đã đầu tư công phu, thể hiện được sự nhuần nhuyễn cả trong lý thuyết và thực hành. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao một giải nhất, hai giải nhì và các giải ba cho các đội. Cuộc thi được tổ chức nhằm hưởng ứng tháng hành động vì người cao tuổi năm 2018, qua đó giúp nâng cao hiệu quả hoạt động của câu lạc bộ, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người cao tuổi. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình thời sự 11 giờ trưa nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Xin được cảm ơn và kính chào tạm biệt.